video này Khổng Khôi sẽ nói về thời vận của những anh chị đinh tỵ, những anh chị sinh năm 1977 có điều là đặc biệt. Trước khi không Khôi phân tích về thời vận của những anh chị đinh tỵ thì 1977 đây là một cái tuổi là anh chị mất mát rất là nhiều, nặng gánh về gia đình nhỏ thì phải lo cho gia đình lớn và lớn phải gánh gồng gia đình nhỏ. Thật chất là cái cuộc sống của những anh chị ở đinh tỵ là sinh ra để trải nghiệm để gọi là gì để mà gọi là thất, thất bại rồi thành công rồi học từ những sự mất mát và đau thương và những anh chị nào vượt qua được những cái sự mất mát đau thương đó tâm hồn chúng ta sẽ thanh thản và chúng ta có rất là nhiều chất liệu trải nghiệm trong cuộc sống ha cố gắng vượt lên nha đó thương những anh chị đinh tỳ lắm 1977 không khôi tư vấn nhiều không khôi biết mà <laughs> thứ nhất là chúng ta sẽ xem thời vận năm 2024 đó và năm sau của những anh chị đinh tỵ sẽ như thế nào ha Chúng ta sẽ xem chị nữ trước Lúc nào cũng ưu tiên những chị nữ hết Đó, à, 1977 ha Thứ nhất Là 1977 là chúng ta là những năm mệt rồi Là trước là năm 47, 46 tuổi nè Là những anh chị đã tơ tả Sơ rồi đúng không đó Và mới đỡ đỡ được trong năm nay nhưng mà bị cái thời vận của quả đi cầu chúng ta bị suy đó cho nên là vì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều nên chúng ta vẫn không thấy khá khảm được bao nhiêu. Nhưng một điều thú vị là năm sau là chúng ta là sẽ bị bị là năm tuổi 49 tuổi nên chúng ta cực kỳ cẩn trọng. Qua hết năm sau thì chúng ta giống như sẽ được cỡ trói thoải mái ha. Đây là biểu đồ thời vàng của những chị nha. Đó. Thì năm sau là chúng ta 40 năm 2025 á, chúng ta 49 tuổi thì chúng ta bị cái năm tuổi ha. chúng ta có là cái sao là thái âm và cái hạn của chúng ta là cái hạn huỳnh tiền ha. Đó thì chú ý về vấn đề về sức khỏe cực kỳ chú ý về sức khỏe tại những anh chị hiện tại là chúng ta 48 tuổi rồi và năm sau là 49 tuổi và chúng ta chuyển qua giai đoạn hậu vận đó chú ý ha tiếp theo là chúng ta sẽ nói về những anh nam những anh nam 1997 thì nhất những anh nam 1997 cũng giống như những chị nhưng mà năm nay á, là 48 tuổi rồi có sao thủy diệu ha và hạn của của chúng ta là gì hạn thiên tinh đây thiên tinh đó còn tiếp tục vào năm sao của những anh nam thì rất đặc biệt một chút xíu có nghĩa là chúng ta bị dính một cái sao thái bạch thái bạch là liên quan tới vấn đề về tiểu nhân quấy phá và hao tài tốn tiền của và những anh này bước vô cái vận chuyển vận nữa cho nên cực kỳ cẩn trọng hơn những chị nữ luôn ha và chúng ta cái hạn á thì cái hạn là tán tận đó liên quan tới bà là cũng là bệnh nên chúng ta cực kỳ chú ý sức khỏe ngoài bình thường đúng không ạ bình thường thì chúng ta cũng phải chú ý sức khỏe thôi nhưng mà những cái năm mà hạn Và những cái năm sau không tốt với chúng ta thì chúng ta lưu ý và chú ý sức khỏe nhiều hơn ngoài ra cái tên ảnh hưởng với chúng ta thời vận nè thiên thời địa lợi và nhân hòa thì ở đây chúng ta sẽ nói là thiên thời chúng ta hiểu rồi chúng ta vừa qua những cái vận suy rồi chúng ta đang trong quá trình hồi phục lại thì chúng ta sẽ xét với vấn đề địa lợi địa lợi ngoài cái địa lợi thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chiếm được còn cái quan trọng nhất là cái nhân hòa là chúng ta thấu hiểu bản thân của chúng ta thì ở đây á là vừa rồi có rất là nhiều thông tin về số điện thoại đúng không ạ à? hiện nhật là khi mà không có nghiên cứu là có cái tên và cái số điện thoại chúng ta gắn liền chúng ta sử dụng thường xuyên thì số điện thoại là một trong những cái ảnh hưởng cung cấp về thông tin cái nhà nên nhớ sim thì nó chỉ mang vai trò là nhận thông tin và truyền tải thông tin ha. Nó không có liên quan dính líu về cái việc mà bị ung thư rồi cái bệ mà mà bị mà tuyệt mệnh rồi cái bị mà trầm cảm uất tự tử. Là tuyệt đối là không có dính dáng nha. SIM nó chỉ là SIM mang truyền tải thông tin đi và nhận thông tin lại ha. Chúng ta phải hiểu rõ, không cái SIM nó không phải là ảnh hưởng cả cuộc đời của chúng ta. Cái SIM nó chỉ đóng vai trò nhận thông tin và truyền tải thông tin thôi. Cả nhà lưu ý là như vậy ha. Thì khi mà chúng ta có một cái SIM tốt thì chúng ta sẽ nhận được những thông tin tích cực hơn chúng ta sẽ vui vẻ hơn và chúng ta sẽ là yêu đời hơn thì từ đó cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn thì chúng ta phân tích cơ bản sơ đi ví dụ như là nếu mà những anh chị một chín bảy mươi bảy mà năm sau mà chúng ta xài những cái sim mà nó không hợp với chúng ta nó sẽ như thế nào thứ nhất là những anh chị bởi mình không có nhấn nhắn nhắn nhấn nhấn, nhấn nhấn, bừa ha à, nhấn bừa một cái số à, như vậy thứ nhất À cái này nó bị sai rồi Rồi 1977 Thứ nhất là chúng ta là sai trung thổ Thì ở đây cả nhà thấy không Là chúng ta là hiện tại là cái sim được cát Không có nhấn bừa cũng được cát cả nhà ha Đó Cát thì đó ok Cái điều chữ đầu tiên là phải là cát là nó theo danh tánh học của Trung Hoa ngay với nhà đó khi cái nhà nghiên cứu cả nhà hiểu rõ được thì tiên vận nè trung vận và hậu vận và những anh chị hiện tại 48 tuổi thì chúng ta đã bước cái ngưỡng là cuối của vấn đề trung vận rồi và chúng ta chuẩn bị chuyển qua vấn đề hậu vận thì nếu mà những anh chị mà xài đúng cái số đuôi là 23 như vậy nè mà liên quan tới một chín mệnh thổ thì ở đây là chúng ta không không thôi không thấy chủ về vấn đề tài lộc và ở đây có một cái vấn đề là khắc mệnh thì khắc mệnh ở đây là chúng ta có một cái quẻ hậu vận hay là trạch hỏa cách thì là chúng ta có xu hướng là nếu mà chúng ta thiên về bắt đầu 49 tuổi đổ đi thì dính vô cái quẻ dịch trạch hỏa cách này chúng ta sẽ mong muốn cải biến nào bỏ lối cũ này cải cách và làm một cái điều gì đó mới hơn và nó sẽ thôi thúc chúng ta liên tục cho nên chúng cho chúng ta thấy khi mà chúng ta sử dụng cái sim mà ứng dụng dịch lý vào á, thì tùy thời điểm giai đoạn của chúng ta tùy theo giai đoạn thời điểm mà mong muốn chúng ta chúng ta sẽ chọn một cái quẻ dịch tương hỗ của chúng ta nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta chọn về vấn đề về muốn thay đổi thì chúng ta chọn trạch hỏa cách hoặc là muốn cho chúng ta muốn bình yên thì chúng ta sẽ chọn một cái số nhẹ nhàng và bình thản hơn ha và cũng có chút ca những anh chị mà 1977 sẽ may mắn thành công trong công việc của chúng ta nên nhớ nha, cái sim nó chỉ là cái sim thôi quan trọng nhất là tu sửa và cải sửa của bản thân và cả nhà muốn nhận thêm nhiều thông tin nghiên cứu về thời vận hoặc là nghiên cứu về chọn một cái sim tốt thì cái nhà có thể là vào cái trang cá nhân của công khôi phần bên dưới á bên dưới á ảnh đại diện nó có một cái link vào một cái nhóm vào đó thì Do đó không có sẽ thường xuyên chia sẻ về những cái kiến thức về huyền học, những cái kiến thức về thời vận, những kiến thức về ngũ hành nạp âm và những kiến thức nâng cao tần số rung động cho bản thân của chúng ta. Tất nhiên là hoàn toàn miễn phí rồi ha. Thì anh chị nào quan tâm hiểu rõ hơn để tránh lầm đường lạc đối để tránh mà chúng ta bị giắt mũi thì chúng ta có thể vào đó để chúng ta tìm hiểu thêm kiến thức ha. Nha, chúc không thôi, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nên nhớ nha. Hữu phước thì tán tài mà vô phước thì tán mạng. Cố gắng lên hay Đó.